Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Như ở cái video trước, quý vị cũng đã biết là nhà em Nô B có một cái suy nghĩ không được chín chắn lắm, cũng như là có một cái lối sống nó hơi lạc hậu một chút đấy. Thì cũng tin vào cái lời của ông thầy cúng, là đã nghe ông thầy đến cũng có nói là làm nhà xây thì nó cũng có ảnh hưởng đến gọi là cái phần tâm linh cũng như là ma chay, không làm được cái phần khoản nhà phong tục. Nhưng em Ngọc với em Cái hôm đấy thì cũng có vận động cũng như là giải thích cặn kẽ cho hiểu là như ở trong bản này cũng có khá là nhiều nhà mà cũng xây, như nhà em Xá, em Chí, em Hùng, em Già, em Nô A, em Cái là cũng làm như thế mà ở nó vẫn bình thường. Nhưng mà do là em có một cái lối sống nó chưa được thông thoáng lắm, cũng như là mình chưa nghĩ ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu, mà do là thầy cúng hoặc là do một cái vấn đề gì đấy mà em cũng đã là nhất quyết là phải làm cái nhà có cột thì em mới ở. Thì hôm nay em cũng có đến đây với em Cái, là cũng tính là tí nữa sẽ gọi em Xá và bố mẹ của em Nô A qua vận động một lần. Em Ngọc cũng có nhờ em Xá lên là cũng có vận động, tại vì em Xá là bản thân cũng có vừa cái làm nhà xây xong mà cũng ở vẫn bình thường thì không vấn đề gì. Thì tác động từ em Xá và tác động từ bố mẹ của em Nô B thì tí nữa sẽ qua vận động. Mà trước khi qua nhà em Nô B vận động ấy, thì em Ngọc sẽ xuống nhà em Xá trước để gọi em Xá, và tiện thể em Ngọc hôm nay vào mang cái phần quà đến cho nhà em Xá là một bao gạo của cô Hoa ở bên Mỹ, là cũng có gửi đến nhà em Xá là một bao gạo. Phần tiền của cô Mai Ly ở bên Washington, Mỹ cũng có gửi đến cho nhà em Xá nữa. Bây giờ em Ngọc với em Cái cũng chuẩn bị đi nhà dưới nhà em Xá tặng cái phần quà của các cô gửi cho nhà em Xá, và tiện thể bảo em Xá lên đi cùng luôn, cả bố mẹ luôn, đi vận động nhà em Đô B xem là em có chịu nghe lời cũng như là hết cái phần mê muội đấy không. Vậy anh em mình đi nhờ, đi xuống nhà em Xá. Do là trời mưa, đường rất là trơn trượt quý vị, mà đường rất là dính đất đỏ, cho nên là em Ngọc với em Cái phải đi bộ từ trên này xuống, đường trơn lắm. Ôi mưa rồi, cái này lại mưa này. Cũng khá là lâu em Ngọc cũng không xuống đến nhà em Xá để thăm gia đình xem là dạo này như thế nào. Ồ, sáng nay đi lấy cò bò về sớm rồi à? Kiếm được gốc phi ở đâu to đấy, đây phải phi à? Cây cái gì hả? Phi à? Không biết tên đâu. Ồ, cái phi thôi. Lấy ở đâu về? Trên đá. Trên đá về. Ở chỗ nào? Trên đá, nhưng mà mình không bán được thì bây giờ mình mai về đây trồng thôi. À, cũng là lấy về bán á? Vâng. Trên đi nó chỉ mua đó. Ai mua rồi bà? Mua đi. Cái này cái phi mà phải không? Nhưng mà có mấy hôm này mình đi đám ma mình chưa trồng. Với hôm nay em đi đám ma đúng không? Vâng. Em Ngọc xin báo cho quý vị một cái tin. Đó là bố của hai vợ chồng em Pó, là cái hai vợ chồng có 5 người con mà em Ngọc đi vắt mật ong ấy, là đã mất cách đây khoảng tầm 2-3 hôm về trước rồi. Em Xá cũng đã thông báo cho em Ngọc biết là như vậy, và em Xá cũng là liên quan anh em họ hàng trong gia đình ấy. Em cũng đi đám ma, chắc là chiều nay em Ngọc sẽ đi qua đấy là để thăm viếng gia đình cũng như là chia buồn cùng gia đình một chút, là ở cái phía bên chỗ đằng Khuổi Liền thuộc xã Liêm Sơn, nhưng mà nó ngay gần nhà em Xá, đi khoảng một đoạn thôi. Ôi, mưa gió. Là cửa thắt xe không? Ừ. Để đây các bạn nhé. Bật liền lên xem là xe có sáng không? Đấy. Đèn năng lượng mặt trời. Cái đèn năng lượng mặt trời này thì từ tài trợ của cô giáo ở trường học California, Mỹ, là cũng có hỗ trợ cho nhà em Xá và nhà em Chí, một anh em mỗi người một bộ. Rất là sáng. Ở nhà bếp là cũng có một bóng nữa đúng không? Đúng rồi. À, tối sử dụng có sáng không? Có rồi. Được cả đêm không? Ừ, được, nhưng mà mình
ngủ mình tắt đi. Ngủ tắt đi đúng không? Ngủ tắt đi để nó tích điện đến lúc nào mà mình dậy mình không bật, hoặc là những cái đầu giờ tối ấy để mình sinh hoạt hoặc là tắm rửa cho các con sáng hơn. Đấy, nhà. Ôi rồi, các cháu là đã cho vào đây một vết rồi. Thế đấy là ngày trước anh xuống thì đã một rồi. À, từ ngày trước rồi thì. Và các cháu là tay bẩn mọi thứ đấy, không được nhìn vào nhá. Vâng. Cũng không được vẽ vào. Vâng. Nó đang đẹp này vẽ vào đấy bẩn đấy nhìn có xấu không đúng không? Thành cũ ngôi nhà đi. Vâng. Đấy mình bảo các cháu mấy lần là các cháu nghe lời ngay mà. Trẻ con thì mình phải thường xuyên bảo cho các cháu dặn dò thế thì cháu mới biết được. Vâng. À, hôm nay Ngọc đến thì cũng có mang cái phần quà. Thứ nhất là của cô Miley ở Washington, Mỹ cũng có gửi đến cho nhà em Phá là 2 triệu đồng. À, là cái phần tiền này là cô thấy em là hay đi theo anh ấy. Vâng. Rất là nhiệt tình, hay đưa anh đi rồi xem bò rồi thì là đưa đi qua những cái nhà vắt mật ong mọi thứ hay là những cái công việc của anh đi em hay đi theo anh giúp anh ấy. Vâng. Đấy thì thi thoảng em có rảnh ấy thì em cũng là đi theo anh nhá. Vâng. Đấy theo các cô các bác thì cũng có hỗ trợ được cái gì thì được cái đấy, còn không thì mỗi lần đi theo anh thì anh cũng có tương tác thì anh cũng có hỗ trợ cho em. Vâng. Và cái phần quà món quà nữa là một bao gạo này là của cô Hoa ở bên Mỹ cũng có gửi đến cho gia đình nhà em nữa. Tôi có nghĩa là cái phần gạo này là của cô tên là Hoa. Và cái tiền này thì là của cô Miley ở bên Washington, Mỹ là cũng gửi đến cho anh em 2 triệu để cái phần sinh hoạt hàng ngày. Em cũng có gửi lời cảm ơn đến cô một chút. Vâng, cảm ơn con nhé. Bây giờ thì con đã gửi tiền cho em nhé. Cảm ơn con gửi ý gạo cho em ngang. Đấy thì tại vì em Phá còn còn bận là đi, nhưng mà đi đám ma là bao giờ họ đưa ra đồng? Ờ, chiều. Chiều nay à? 2 giờ luôn. À, chiều 2 giờ nay mới ra thì. Vâng. Thế thì hôm nay như này, tiện xuống đây thì hôm nọ anh cũng vào nhà em Nobe một lần rồi. Thì vâng. Em Nobe thì em cũng bảo là muốn làm nhà nhưng mà lại làm cái nhà xây như này thì em cũng sợ bảo là ma rồi thì là không làm được phong tục mọi thứ ấy. Thì anh cũng cũng giải thích cho rồi, hôm nay anh với cái vào giải thích cho. Vâng. Nhưng mà em không hiểu tại vì anh cũng là hỗ trợ trong này cũng có khá được là nhiều ngôi nhà như nhà cái là nhà bí thư già nhà có thôn đúng không? Vâng. Nhà em này cũng ở rất là bình thường, có sao đâu đúng không? Đúng rồi. Đây em cũng vẫn ở ngủ trong nhà mà cũng không vấn đề gì cả, cho nên là em mới không hiểu ra. Thì bây giờ anh cũng nhờ em lên một chút với anh, tí nữa lên đấy là mình để vận động em Nobe. Vâng. Em cũng giải thích cho em mới hiểu là bây giờ hiện tại em anh Xá cũng là đang xây như thế, ở như thế cũng không vấn đề gì cả. Vâng. Đấy, nên anh cũng nhờ em là vận động như hộ anh như thế. Vâng. Để em đủ hiểu sau này mình có làm ra như thế thì nhìn như này rất là đẹp. Em muốn làm cái nhà có cột ấy, nhưng mà nhà có cột ở trong nhà nó rất hẹp này. Vâng. Và xấu, mà ví dụ cột chỉ thấp tầm ngang đầu này thôi, nhìn rất là chật mà nó bí. Vâng. Đấy nhìn nó cũng được thẩm mỹ lắm, cho nên là anh cũng nhờ em lên cùng anh một chút với cả cùng bố mẹ em nữa. Vâng. Nên là vận động Nobe, không biết là Nobe bây giờ có nhà không nhỉ? Có. Vẫn đang có nhà thì. Đang nhà. Hôm qua nó chuẩn bị lên rồi. À thế à? Ở đâu rồi, sẽ bây giờ em cất gạo đi xong bây giờ ở để. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Cất gạo đi xong rồi để chỗ nào xong rồi. Để đưa bếp rồi đâu ấy. Để lên. Xong rồi anh em đi lên đấy. Đấy em Ngọc cũng vừa với em Cấy và em Xá nữa, bây giờ chuẩn bị đi vào nhà bố mẹ của em Xá xong rồi đi ra qua nhà em nó Bê. Có nhà không? Bố mẹ có nhà không? Có. Có nhà luôn. Có. Nó mò à? Nó mò à? Nó mò à? Hai mươi chí rồi nè hả? Dạ. Chị à? Chị à? Em bảo là hai cô chú ấy qua bên nhà Nobe hộ anh vận động xem là giải thích cho Nobe hiểu là cái nhà mà xây kiểu dạng như nhà em Phá em Chí hơn thì thứ nhất là nó đẹp hơn để và hơn. Ở nó sẽ là thông thoáng hơn này và nó không có vấn đề gì là ma hay gì đâu. Nhà Xá cũng làm ở bình thường mà nhà bí thư già nhà Hùng có thôn ấy, em giải thích nhà như là bác Phứ mọi thứ ấy. Vâng vâng. Nhà đó là đi đi à phao ấy. Thế rồi nhà bế một đồ hai tú. Bế cùng hai này. Bế một đồ hai tú gì ấy. Vì thế mà ủa chỉ tao mà chạy nó chạy cho nó gì thì mà pú tôi rồi. Nhưng mà chính nó khó thì một cái chính mà. Nhưng mà là cho bác tôi nhưng mà là chỉ nghiên cứu định có mua đi. Có thể nói cho cả cơ mà. Là ủy là sự bị gì vậy cho mà nhớ được hú xì đồ hả? Nhớ hú xì đến nhớ đa thôi. Chỉ đúng chỉ có chỗ. Đúng rồi. Đấy. À. Ừ. Nghĩ, bé là tao tin là tựa đấy. Ở đây, đâu bên đây đây. Bên đây, em. Ở đâu mà vậy? Tôi một tí la rồi. Tí la. Chúng ta đấy. Ở đây mà từ từ đã, về nhà em một tí đã. Thế à, tôi đi qua bên đây đi. Là chỉ tao xin tê, chỉ tựa. Là chỉ tao xin tê, chỉ tựa.
Đi đám ma nhà ở nhà nhà bố có đấy gì? Đúng rồi. Ờ trong cái tiệm ấy là. Đây bảo bố mẹ đi cùng luôn. À tốt à. Vì hai hôm nay trời mưa liên tục quý vị ạ. Mưa cả ngày lẫn đêm luôn, cho nên là cái đường đi lại hơi khó khăn một chút. Em Ngọc với em cái đi lên trên đường này và nãy đi nó rất là trơn luôn. Mưa xuống là ngô bà con nó là tươi tốt lên ngay. Đây là vẫn cái căn nhà mà quét thuộc. Đây nhà em Nô B thì cái ở video trước em Ngọc cũng có là giải thích cho em Nô hiểu rồi ấy. Nhưng mà em cũng có vẫn có một cái lỗi suy nghĩ là chưa được thông thoáng lắm, cũng như là em chưa nghĩ ra vẫn còn nghe lời các ông thầy cúng, đâm ra là mệt lắm hay là chỗ đấy. Mẹ không sang à? À không đi không tôi thế đang sang vợ chắc có nhà đúng không? Vợ nuôi có nhà hết. Nhà hết à? Thế nồi gì đấy? Nồi cơm à? Đây là nồi cơm. Đây là chắc là nồi đây là chắc là nồi canh. Nồi canh để nấu cho các cháu ăn đấy mà. Đây gia đình này chỉ có như vậy thôi quý vị. Ngày trước là cái vách này thì em Nô cắm vào cái cây cỏ voi, nhưng mà do là cái đợt san nền nhà em đã rút hết cây cỏ voi ra để lấy cái lối thông thoáng qua bên này để có xe rùa đi lại. Nên là sau đợt đấy là em cũng có lấy cái bản về quê vào để đỡ chắn gió chắn mưa. Đi ra ngoài nói chuyện cho nó thoáng nhỉ, trong nhà nó hơi bí và tối một chút đấy. Đang quạt nồi à? Không hiểu đúng không? Bố mẹ thì là hiểu vấn đề đấy. Nhưng mà do là em Nô thôi. Mẹ tí gì đó, con những cái ốc ấy nó cứ không thấu hiểu được. Đấy bảo vợ chồng con đang đang hồ lòng. Đang này nói chuyện một tí. Bà cả vợ đó. Thế mai vợ chồng là thống nhất đến đâu rồi? Chứ mà đi về cho chứ. Chứ gì sẽ thấu gì chả? Hôm nay em Ngọc có mời đến đây là có thứ nhất là có em Xá và có bố mẹ của em Nô và hai vợ chồng hôm nay ở đây luôn thì cũng cái hỏi Nô xem là cái hôm nọ anh em mình vào đấy vợ chồng có thống nhất lại được chưa? Nóng rồi, yếu rồi, nóng rồi, tại vì thứ gì tha hủ chỉ hủ quý của chưa? Chỉ hủ ấy. Chỉ hủ của chưa? Chỉ hủ của chưa? Ủa, vậy là hải, vậy là lúc sau thì chỉ xì đi còn thì muốn để cho lại. Ủa, tốt, ủa, vậy cái anh tốt là mình chỉ luôn. Ủa, đi hải, nông đi hải thì còn nông đi, chuyển nông đi, tôi không đâu, nên đi chỉ chỉ xì đi, nhưng mà mà thì. Ủa giờ đi bơi sầu đi tôi cho nhẹ chỉ mua chỉ tự nhiên tôi mới mua tự nhiên mua đá chè tao cá lỗ chè u đi mua đá chè nhớ đá chè tao cá chè u đi ba chỉ chỉ không thể tua hay là cho nhẹ mua chứ nhưng thì mà ra cái ủi sầu mà ủi sầu bây giờ nhẹ cái tiêu tay là tôi mới tủ cho tôi ở tủ này cho cá nhớ cái tay đi hành là bút lấy giờ chơi đi khỏi như cái này cái bút như rồi là giờ bút cụ cái sao nó nhẹ là chỉ bút đánh chè nhưng mà nó chỉ thế là chỉ chỉ nhớ là cho nào ủi thì là chỉ chỉ nhất là mà trên trường đấy tổ cũng sao thì ô đan nó đan mà giờ đã tới chín nhà mà nhưng mà xí trên muốn thì một đấy tổ ý là cái từ nó từ của em Nô và đã quyết tâm từ hôm trước anh em đi vào rồi hai vợ chồng không đáng bằng bạc nhưng mà không thống nhất được vì vợ thì quyết tâm làm nhưng chồng không quyết tâm, chồng bảo là làm nhà không có cột thì chồng quyết tâm không làm, có nghĩa là phải có cột mới làm, phải có cột mới làm. Ví dụ các mệnh thường qua các nhà hậu tâm ấy hỗ trợ được nhưng mà ý mong muốn là Nô rất là mong muốn có cái nhà đấy rồi nhưng mà phải có cái cột. Nhưng mà cả một cái căn nhà ấy thì là em không có cột thì từ vật liệu mọi thứ anh mua cho hết mà các mệnh thường quân hỗ trợ cho hết như từ măng rồi thì là gạch mái cửa giả mọi thứ làm như nhà xá đây này, nhà xá có phải bỏ đồng tiền ở đâu làm y hệt như thế mà anh chỉ uý là cho nên tiếp xuống mình sẽ tiền hơn thế mà
Làm như thế thì nó đẹp hơn. Thao bỏ. Ủa nhà thật sự coi trẻ ô đắc huế tổng hả? Đó chỉ ô của con ta can được vui vừa tua. Xe trẻ đi cái con đi học mình muốn cho lấy từ xa. Ý là quyết tâm từ nô bê nó là khu làng, nhưng mà phải chờ thống nhất từ em xã với bố mẹ muốn người một lời nó để cho em nô bê nó có thấu hiểu được không. Từ cái lời nó lúc đầu tiên của em nô bê thì em nô bê nó quyết tâm không làm, vì làm nhà không cộp thì nó không làm. Nếu là nhà có cộp thì nó sẵn sàng bỏ ra cái đòn tay các kiểu và cái cộp đấy, cái phần trong. Nếu mà làm nhà cái phần trong thì năng... nói chung là các cô bác mạnh thường quân ấy, với cả cái bản thân anh này này, anh cũng không muốn là kêu gọi hỗ trợ là cái nhà như phong tục ở trên này. Mình muốn là cái văn hóa mình sống nó thay đổi đi một chút, để cái lối sống sau này ấy, thì nó sẽ là nó khác hơn với cái đồng bào ở trên này. Để mình những cái bà con vào người ta còn học hỏi theo, đúng không? Thứ nhất, thứ nhì như thế là để làm cái nhà nó cao, nó thoáng hơn, chứ nó không có cột. Cột ở đây, anh đảm bảo cái cột ở đây nó chỉ là bằng đầu người nó thôi, đi lại còn cộc vào nhau ấy. Anh thật thề luôn như thế. Cái nhà chị dâu già, cái nhà đầu tiên, căn hậu hộ đầu tiên ở Há Cáng này trước là nhà cột kia, đi lại cộc đầu anh này. Với cả nó bí. Làm cái nhà như thế thì nói chung là làm cái nhà mà để mà sau này chủ yếu là em nô cũng nói là để làm phong tục, đúng không? Vâng. Thì em cũng có định hướng làm như nhà Bác Phứ ngày trước cũng làm nhà ống ấy, thì cũng có anh cũng có là định hướng cho Bác Phứ là sau này có công có việc ấy thì là lấy cái cột giả ấy để chống ở giữa, dựng ở giữa. Để làm cái cột đấy để mình làm phong tục xong hết cái công việc đấy mình lại bỏ ra ngoài, mình vẫn sử dụng được bình thường. Ý là cái từ suy nghĩ của em nô bê nó cũng chưa hiểu cái cách này. Thì hôm nay thì em xá với bố mẹ thì muốn người đồng góp một ý kiến và một cái lời nó giải thích cho nô nó có hiểu hay không. Thì phải chờ từ gia đình bê bố mẹ hoặc em chị bê xá. Bây giờ hơi mưa một chút, mình di chuyển vào trong nhà xong là mình bàn bạc tiếp. Vâng. Đi vào trong nhà đi. Bảo bố mẹ mà đi vào trong nhà thì mình bàn bạc ở trong nhà tiếp, mưa lắm. Là không đi. Để vừa rồi là ở ngoài nó hơi mưa một chút, em Ngọc cũng có vào trong nhà bàn bạc với cả gia đình cái chuyện này. Thì cái này thì em cũng phá với cả vận động bố mẹ nữa, xem nó giải thích cho em nô hiểu em mình làm cái ngôi nhà như thế là nó không phù hợp với ở trên này. Thì cũng mong sao là em nô cũng hiểu cho cái vấn đề này và bảo bố mẹ cũng giải thích cho bố mẹ cái đấy cũng như là cũng đồng tình đồng ý là làm như nhà em với nhà em Chí, đúng không? Bà. Thì không vấn đề gì, như bản thân cá nhân nhà em như này này bây giờ làm ra cũng ở đấy, chốt ăn đấy, ngủ đấy, cũng không vấn đề gì cả, đúng không? Bà. Vẫn khỏe mạnh bình thường, có làm sao đâu. Đúng rồi. Thế mà xếp mình qua trên sẽ giờ đó của mình mà hãy còn được bú tôi ba tôi ít khoai mẹ chè nhìn nhòa ô quần tôi ít tỏa mà ô chân tổng mất tỏa chè ôi lúc ô chai mẹ qua thì bóng nào thì đi chỉ bóng nào nè ô tỏa nè ô cho cứ đi cũng tỏa ba tỏa chè yêu nông tỏa chà lúc nè mẹ nè mà tìm mất nông tỏa lì ô chinh mùng chai đeo phim xa thì chỉ ô ô chỉ 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 ô 啊我老爸你要聽啊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 你
trắng đồng cao đi thẹt đi dính chiếu đá đồng chiếu chia nhất là giờ chỉ dính đó mà hại chia nên bu nên một cái thứ tu xì li bé uế rào bé mông mỏ uế rào sao u cầu nhớ chi hao chỉ thấm mỏ thì là u mỏ thì mà u tôi dọn nhẹ uế rào mà tít chỉ muốn nhiều là mà tít tà cái nên tít ba đâu cái nhiều nhau trên đây thì cái nên uế rào bu mà tít tới đan đồng đây mà u nhau uế rào mà mới tiền lại máu chỉ u lại bé mông mà nhiều nhau bây giờ lưu là nên giờ tít là u tôi bu cà phê như rồng là thế anh thím mà giờ bây giờ bé chỉ nhiều một bé cho đắt khổ nhiều muốn nhiều đắt khổ ý là cái mê túy gì đoan từ nô nó vẫn chưa thấu hiểu em xá cũng về giải thích nhưng mà nô nó nhất thiết phải có cụp thì nó mới quyết tâm làm, không có cụp thì nó bảo là cái suy nghĩ đấy không biết là do thầy cống hay do từ cái đầu óc của nô nó không thấu hiểu ấy, nó cứ bảo là làm nhạc không có cụp thì nó không quyết tâm không làm. Ý là làm nhạc có cụp bên ngoài không cần phải chát mà chỉ cần xay gạch xung quanh nó rất là nhiệt tình, nó rất là quyết tâm để làm. Nhưng mà nếu mà làm nhà dù giống như em Chí, em Xá hoặc là bạn thân nhà em thì nô nó bảo là không làm, dù đạt dù xay xong chát lắc gạch khoa sạch sẽ thì nô nó bảo không làm, quyết tâm không làm, không làm là tham gia không ở. Thì ý là Xá cũng vào giải thích cho nô bảo là mình làm xong thì sẽ tới này mình khác làm một cái nhà một bên để theo phong tục, nhưng mà nô đã bảo là nô không thích làm thế này
nô đã xác định làm một nhà thì phải ở đấy một nhà luôn. À, thì làm theo lấy phong tục các kiểu thì mình làm trong đấy luôn. Thì không mất bao nhiêu công để làm thêm 2-3 cái nhà nữa. À, ví dụ làm một cái nhà để phong tục một bên thì nó lại phức tạp mà lại không đẹp. Ý là nô ấy, nó bảo đấy không đẹp, không thích, không thích kiểu này. À, ví dụ là nhà xá, nhà trí các kiểu, mỗi người có một hướng ấy. À, nô bảo là họ thích làm thế nào thì làm, nhưng mà nô không thích làm kiểu này, nô thích làm nhà có cột thôi. À, không có cột thì không quyết tâm được làm. Thì bây giờ hôm nay cũng có bê bố mẹ của nô xem là mỗi người có một ý kiến có gót để xem là có gì nếu sẽ hái được hay thông nghị qua chỗ này hả. Mà giờ hai lý mà cổ quá trắng tổng hơn chắc có chút chỉ bú nữa. Đi nhiều chỉ bú vào đây hay nửa u hao mà nửa chỉ. Ủa cái này mà. U hao mà nửa chỉ đóng cái tiền chỉ là. Trò xả. Chỉ giờ nửa trò xả chỉ nửa kỳ này đầy trâu này. Tổ cao bớt thì dù u chỉ mà nửa chỉ số hô xì này chỉ đa thao chỉ đóng nghe. Dạ còn nửa u đa thao có hô xì. Lâu đa thao hô xì mà bớt thì dù thải dù chờ đa thao u chỉ cần nửa lợi sụn rồi hả. Nhớ u chế muôn tông đi mà nửa thao ti là nửa đầy tuổi này ta cầu nên u chỉ nửa vướng hết. Nó vướng này, ngôi nhà mình xây nó không được to lắm. Khoảng tầm như nhà em Chí và nhà em Xá, những cái cột vào nhà nó sẽ vướng, một hai nó là bí. Phá đi, phá thông tu này chỉ lo mà tiền đang chỉ lo. Ờ thế à, chỉ chuyện nguồn đấy à? Chỉ chuyện. Hả? Hải yên, ủa cái này lên xin mà tiền lì tiền, ủa lạ, ủa cái này lên xin mà tiền tăng nóng tí hải ưu tí hải dùng chiêu nóng tà là mà. Ờ giờ thì chỉ có lý lo, tí là lo chỉ chuyện có lý nhé này mà. Chị ủa kìa. Chỉ bút một đô la thì tụi cho nhé cả bút một, cho nhé sẽ là cho nhé giả bút một đô thì. Ý là nô bảo là nếu mà làm nhà không có cục thì các vị thẩm quan hả anh ấy kia xem xét lại thì chuyển cho hộ nào cũng được. Có nghĩa là chuyển tiền đi hộ khác cũng được. Chuyển tiền đi làm hộ khác cũng được. Nô không cần nữa. Không cần mà cũng không mong muốn á. Ý là nô về nó mong muốn thì phải có cục thì mới mong muốn cái căn nhà đấy. Nếu mà không có cục thì không mong muốn có cái căn nhà đấy đâu. Ý là nô về nó đã quyết tâm như thế nào. Nhưng mà cái này là em đi bảo thầy bảo thế, thầy cúng bảo thế hay là tự nghĩ ra như thế? À, thật ý là sử dụng sạp em không mà sạch cho à, xí mùa hải khía có yếu quý là ớ tự xứ xó xa. Ui sao ạ, để bế không mà nhìn một đại nào đó không nhìn mà. Ơ, ớ, chơi thì chỉ tạo được chỉ một đánh như vậy, đi nó chết lòng ta nhá, ớ, đi lo mà, nó chỉ lo. Đó, mà dù mà ui lúc ý khó nà, ui lúc khó chứ. Ờ, ui lúc khó mà, ớ, bế lúc mà mêu chỉ nhìn à, ui lúc mà phải phai lúc chứ. Ý thằng nô em cũng thể thích rồi. Nó chỉ xây một cái nhà đó xong muốn để cái bàn thờ, cái tấm vải đỏ này. Nguyên một cái nhà mà một cái cột đấy nó chỉ làm một cái nhà thôi, không làm được hai cái. Nếu mà nó làm hai cái thì giống như nhà Chí nó lại không thích, không phải thế. À, mình làm một cái nhà bé bé hai gian để phong tục thì nó lại không thích cái kiểu. Đó là mẹ cái tí của Ilu rồi hơn thì rồng là cái nhau Ilu sẽ thấy luôn. Vâng. Mỗi về lưu là chỉ chuyển tiền. À, thì cái vấn đề này nói chung là với cái tính cách của em Nô B với cả cái tình hình nhìn căng thẳng như thế này ấy, và cái sự quyết tâm của em Nô B như thế này ấy, thì là cũng khó để mà mình giải thích cũng như là vận động được em Nô B. Đấy, cái này không biết là nếu cái này làm vợ hỏi em hỏi vợ xem có đồng ý là làm nhà xây không hay là cả hai vợ chồng là không đồng ý. Ồ, ồ nhà xây thì là trái xin nhà nhiều của chị nhỉ? Đúng nè, ồ thật sự chị. Ồ, ồ, lúc trên cái sơ sơ nà nhớ chị mà đi sao chứ chị sợ lồn hết lô mà trên tết nên tu tật tết thằng nên tu tật tao tết uôn mà xin là uôn nên nghĩ là vợ thì quyết tâm làm nhà sai giống như nhà xa với chị, nhưng mà thì thích rồi chồng thì lại không thích cái kiểu này. Thì chủ cục chính là do thằng chồng nó quyết tâm thì vợ nó cũng không thể quyết được. Vợ thì rất thích mong muốn có một cái căn nhà xây sạch sẽ đẹp. Đúng rồi, xây như nhà xá đẹp thế thế mà làm như thế nào cũng biết kiểu này. Thì chắc mỗi người một hướng thì vợ cũng phải theo chồng thôi. Đàn ông là cái trụ cột chính của nhà thì chắc ngoài cũng vợ thì thích nhưng mà chồng không thích thì chắc cũng do chồng ấy thôi. Thế bố mẹ là có con ấy có đồng tình là làm nhà xây không? Cả bố mẹ. Thế thôi gì tái nhà. Thế thôi gì là. Thế thôi gì tái nhà. 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 Thế thôi gì nhà lo dựng mà bố giờ dựng này. Cái gì của là nó chỉ dựng nhà. Cả anh em và bố mẹ vợ cũng nhất trí thống nhất làm giống như nhà xá với nhà Chí. Nhưng mà do nô nó không thống nhất thì cũng đấy là quyền lợi của nô. Bố mẹ không thể ép buộc được. Ý là do mình làm xong đã bỏ ra đầu cái tiền coi như ngày công ấy đi làm vắt về mình giữ được một cái căn nhà, mình phải ở trong đấy. Thì nô nó không quyết tâm làm thì không thể ép, đấy là được lợi sau này hưởng là nô nó khác hưởng thôi. Thì bố mẹ cũng rất là mong muốn có cái căn nhà sạch đẹp để cho Nô B nó ở, nhưng mà Nô B nó lại không mong muốn cái này. Thì chắc là cái thất vọng thế nhỉ. Thì bố mẹ và anh em các chắc mua là rất là thất vọng cho Nô ấy, vì mình tính ra là đã được hỗ trợ một cái căn nhà thế này mà lại không thích cái này. Đấy. Cái này là nói chung là cũng uổng công của các cô bác đã quý đến nhà mình, đã thương đến nhà mình, đồng cảm đến nhà mình, thấy gia đình mình như thế này thì các cô bác mới gửi tiền về để cho xây. Nhưng mà đa phần các cô bác mạnh thường quân ấy thì là không muốn xây cho cái nhà có cột
Tại vì là nhà có cột nó nhìn nó cảm giác là nó không được hiện đại và cái lối sống mình không phát triển được ấy. Thật ra là các cô bác ấy muốn làm cái nhà xây như nhà em Xá này. Đấy em cũng hiểu cho và bảo Nô Bê là cũng giải thích hiểu cho là như thế. Bà tiền là có chế được thì sẽ nên lông nó lông hào lông hào không. Như chế thì ông bé nó được cái khổ mà làm mê phê cái khổ. Như ông chế lo rồi khổ mà ủa chỉ có lời số đó thì à, chế tiền mà. Chỉ trong tàu. Đấy, dù chỉ đó mà dù cũng biết chứ, người này cũng thôi mà dù xả quá rồi cái dù mình túng nhiều lô này, dù mua trái trên này đa này là số đó rồi không. Trong tàu với lớn mẹ qua tàu cái là nhớ chỉ tàu rồi. Mà nhớ chỉ chuyên nghiệp đấy là. Mà nhớ trong tàu hậu là chỉ trong ngõ. Chuyên nghiệp đấy này. Mình bây giờ chân có tiền lúa nhà cái này lúa gì? Má chân này ở trong tàu hậu mà hậu cũng sao mới lìa đâu. Má chỉ có chỗ tàu đấy này, nhớ cái này lúa cái chỗ. Kể cả bản thân cá nhân của em Ngọc ấy thì luôn luôn là hỗ trợ những cái nhà bà con thì Ngọc cũng có giải thích và cũng có là có chí hướng là mình làm sao mình thiết kế cái nhà bà con nó vừa hiện đại mà vừa theo cái phong cách để cho nó cải tiến đi lên. Mấy lúc trên nhá thì sau có tao nói thế mà những cái chỉ tồn nhẹ ta lại bắt tao dùng cái gì là xì xì rồi nó xì rồi dùng cái gì tay đầu tiên dùng á còn chỉ nhẹ sang thì lại có qua cái sang thì chỉ là tiết cây rồi thao cái chế luôn tiết cây mà cũng chỉ hai lô này như nào ít luôn cây thì chỉ những gì tiết trồng hôm nay tiết tao nó tiết trồng ấy em chỉ sáng cũng vào cách giải thích cho Nô thì Nô cũng cái tính của Nô suy nghĩ nó rất là thay đổi khác hoàn toàn luôn. Nô bảo là làm như thế ví dụ là bố mẹ cũng là bắt buộc hoặc là cái từ cái lời nó cái đấy quán triệt đấy mà còn bảo Nô phải làm nhưng mà Nô bảo làm trái nhiều suy nghĩ mà gì nó không thích càng nói nhiều thì cái mức độ ấy, cái trong lòng suy nghĩ của Nô nó càng sâu đi nó không thể suy thoán được. Càng nó đi thì Nô nó bảo u suy nghĩ mà cái nó thích kiểu này coi như là nó không thích tao không thích chúng mày phải ép đấy nó thế cái từ rồi chứ là mình đã không thích rồi thì không phải sở thích của mình rồi mà cứ ép tao làm cái này thì lại không thích. Thì đâu cái này là mình cũng giải thích cho em mới hiểu từ từ đấy để biết là mình phân biệt là xem cái nhà này nó đẹp nhà kia nó xấu và nó phù hợp hay không phù hợp đấy để mình thay đổi cái tư duy của mình đi sau này còn con cái thế hệ tương lai nó để các con cháu sau này mình còn gọi là noi theo. Rồi em cũng bảo cứ bảo phải làm nhà cột mới ở được hoặc là nhà làm nhà cột mới ăn ra nằm lên được đúng không? Thế bây giờ em hai vợ chồng em ở ra riêng mấy năm rồi bây giờ cũng nhà cột như này đây có lên được đâu đúng không? Đấy nó cũng nhà là danh rồi thì là quây bạt vách nữa mọi thứ này nó có lên được đâu đấy, cho nên là cái suy nghĩ của em Nô nó cũng khác ở chỗ như thế. Đấy, ủa có món ăn chè nhà kia lên mà xì ra thì bé uống xong cao chứ ủa có bèn đi đấy đúng không đây này nhà thì là danh thì là tuổi tuổi con đại chân mình đấy. Chính một này vài thì cả kìa xây mình cũng để ngoài được mà để ngoài mà từ sáng cơ mà chính một này nên thế từ sáng khó chính một thì tao ua khó mà mất mất phà bàn thờ thì mình xây vẫn để bàn thờ được chứ không sao đâu như nhà xá này vẫn bàn thờ đây sáng mà nếu uế tổ ua chỉ tao mong uống thì mắm mỡ đây này chính một ta mó tua này mà là những em cái cũng rất thất vọng vì là những người không đi học không đi va chạm và nó cũng không thể thay đổi được cái tư duy nó là em Nô thì em cái cũng là giải thích rất nhiều rồi nó nhiều cao ví dụ là nó chục cao cũng giống như một cao thôi. Cái từ tư duy của Nô ấy nó chỉ nhắn một tia mà một câu nó đầu tiên nó bảo là làm theo ý muốn của nó thì quyết tâm nếu mà không theo ý muốn thì lại không quyết tâm làm các mạnh thầm qua anh xem xét là chuyển vào hộ nào khó khăn thì cứ chuyển đi Nô thế. Không mong muốn là em Nô bảo thế em Nô bảo thế không mong muốn ấy. Có nghĩa là cứ xem chuyển đi hộ nhà thì nào thì chuyển chuyển thì Nô nó không mong muốn ấy. Nếu mà làm nhà có cột thì Nô sẽ sẵn sàng bỏ ra cái cột đòn tay các kiểu cái phần nào thì nó nhưng mà cột nhà có đầy đủ chưa Yes, muốn nghe mua ông mà giỏi à? Mua mà. Chỉ thật giáo chưa có pha đâu. Nhà thì chắc là... Cái gì mà ô ly nào? Chân chê mà coi chân... Có ra tôi chưa có chê mà mua rồi mà. Chân chê mà đi chờ. Tỏ cá trổ ra cho thế nhỉ? Chân chê đi mà. Chó thì chê cái gì đó? Chân chê nào? Chân chê nào? Chân chê nào? Đầu cầu á? Vâng, ở dưới này. Đầu cái gì là ngâm à? Nhớ nó dính đầu. Tại chí chân. Tại chí chân cầu chê đi. Chí chó tí. À, cái ở dưới nhà... Lập ngón ở dưới nhà Hồng Phố Thôn ấy. À, đây đủ hết rồi. Chưa là bác kia tôi dây rồi mà. Dây mà thì hải lưu dây thì chưa. Ôi trời ôi trời ôi trời à chỉ hai cái pass thế này pass cái gì mà uy dinh thì hay sao khó thì ua bây giờ anh chị nhớ họ thì mà làm nhà thì nó mới là theo sở thích không nhà làm nhà gỗ có gỗ ấy nhà có cột gỗ thì có sở thích đấy là nói chung là tình hình em Noa này là giải thích mãi cũng không hiểu
mà quên quên nôn đô bê em xin lỗi ạ. Bố mẹ rồi thì em phá, vợ cũng đồng tình hết, cả nhà đều đồng tình hết, mỗi mình em nô bê là có một cái tính cách nó khác người như thế, cho nên là rất là khó vận động em, mà cũng về cái suy nghĩ của em ấy thì là rất là nông cạn, mà cứ quyết tâm bảo là phải làm nhà gỗ mới làm. Nhưng em Ngọc thấy là nhà gỗ nó rất là bí, làm nó không phù hợp đấy, nhà xây nhìn nó gọn, nó sạch đẹp, mà làm đúng là làm kiểu như dạng nhà phá này không phải đẹp không, nhà cột này nó riêng nhà cột đấy, ba hai ba cái cột đấy nó đã vướng đi bao nhiêu rồi, nó chưa tính là nó còn thấp mọi thứ nữa. À, lên thì mình cũng không thể là lợp được mái tôn, đúng không? Đấy, đôi khi là nó rất là khó mà nhìn nó xấu ngôi nhà đi, mà giải thích nhưng không hiểu. Và em bảo với bố mẹ là cũng thôi cứ vận động em từ từ, và vợ nó cũng đỡ vận động từ từ xem một vài hôm nó xem là em cũng suy nghĩ lại được như thế không. Trước mắt là anh còn chưa thể dám là mua vật liệu về ngay được, cái này anh còn phải về về phía các mạnh thường quân đấy, họ gửi tiền đến đấy, họ cũng có một số mạnh thường quân cũng trao đổi với anh là làm cái nhà phong cách như ở trên này, ở dưới xuôi là làm cái nhà sơn xây cao giáo. Thôi đi lầu hải nhá, đi lầu hải ấy thủ tiên thì bên này tàu mà sát la thì ở bên nông kia hải đò nha, hải đò này ít dầu ấy, giờ phải khỏi ở bên nông chứ chỉ còn xe ở phố sa tàu thì mua chỉ mua là mà đi lì như này, đi lầu chỉ cái vua, giờ vẫn liệu chỉ cái vua số vua chỉ mua giống như là vua là tiêu thọ chỉ vua thằng này chỉ bao nhiêu. Tại giờ lưu đi hải thì gì cũng không muốn đi còn gì vua, giờ nó chỉ riêng kho nhưng mà còn vua tàu nó thọ ao uỷ quý à, bây giờ nó mà thằng này hoa tiền rồi mà nó chỉ kho thằng bây giờ lao pa, bây giờ chỉ sao, giờ mình đi thì đó, hải ô tàu có thông ý à, nè mà pa thì ở bên nông nó sẽ xem được hải cút chuối sẽ học sinh cái tỉnh lão đi tàu tàu một tụt đá thế là bây giờ dành quên nó thì mà chỉ hải bọc cổ đó sinh sẽ nên hải học sinh thì à nên nhiều tụt đá cá sĩ nữa cho cút chuối bắt tàu 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 giờ cá ở bên đó nữa mua tàu cái sĩ trẻ này nhiều học sinh thì không nên mà xa mà cái tiết học cao nữa chính là vì cho nên mà nếu hải thì qua chơi chỉ mua dễ nữa mà tiết không tàu vì thiếu quá tiền thì mà bây giờ muốn sẽ bảo là mà ấy khởi ý khởi tò mà ấy sao mà ở bên luôn mày luôn mày tao tê ý luôn như con đi tao tò tê luôn mày chằm chằm lọt đi chưa đi nhà kho cái chết chằm nó đi rồi đi nè ô mà tao ấy luôn mày cá bé giờ nhốt cho chi hơn đi nó không mà chằm một đi ví dụ làm giống như chí với sáng nó không thích kiểu này thôi, nếu mà là làm cái da mấy bé là hai da bé để phong tục bàn thờ các kiểu nó là vướng mà nó lại không thích kiểu này, mà nếu mà làm nhà sai ấy có cục thì dùng nhà bé bé thôi, chỉ có cục đấy thì nó rất là ấy rồi quyết tâm để làm rồi. Tôi nghe vẻ là em nô này là cũng rất là khó bảo mà cũng là giải thích mãi vẫn chưa hiểu, em chưa nghĩ thông ra, thì cái này cứ tạm thời để bố mẹ và gia đình cũng vận động em từ từ. Còn cái này anh cũng về trao đổi lại về phía các mạnh thường quân cũng như là anh để xem xét lại làm thiết kế cái dạng như là nó phù hợp vừa nhà có cột hoặc là vừa xây thì nó có được không, nó không được anh cũng rất là mong muốn là nhà vẫn cứ tiếp tục làm nhà xây như dạng em phá này để cho nó tốt nhất có thể, làm đẹp nhất có thể cho em, tại vì anh đã làm nhưng làm ra cũng không phải là bản thân anh ở đúng không, mình làm sao anh cũng làm sao để cứ làm cái gì phải tốt nhất cho các em nó ở thôi mà, chứ không phải là bản thân anh ở, anh làm sao để là vừa đẹp vừa nó phù hợp đấy. Cho nên là em nô này là suy nghĩ nó chưa thông ấy, thì chắc là để gia đình cũng là bàn bạc lại, thống nhất lại em là như thế nào. Đấy, tình hình này là em nô là cũng nói chung là cũng hơi ngang bướng một chút, cho nên là vấn đề này còn nói chung là còn phải cần có thời gian, cứ từ từ đã. Nha, cứ bảo gia đình là cứ vận động em nô từ từ và ra mấy gia đình cũng bàn bạc lại đi, xong rồi có gì là báo lại anh để anh còn biết cái hướng. Dạ, yên nế sẽ đời. Dạ, tôi chỉ đi lầu tôi bây giờ mà trong đó suy nghĩ xa nhá. Đi lầu mà nếu biết này tôi lầu lên cái này tiền ua các ua trong đó nhớ không? Nếu chỉ thường nhớ. Dạ, nhưng mà nó uy nhiều thì hả lì rồi mà. Nhưng mà bác tiền tất nhiên thì tiếc là tôi ua là chỉ ua trái dù sinh nhiệm hả? Lùa ua còi dù nhiệm lùa dù sinh nhiệm cái lùa tí nhiệm tạo sao vì thi là ua còi lông rồi mà. Lại cho bác thì mà nó tiếc lông nhiệt là chỉ ua còi là tù thường tư tí nhiệm hả? Mà trả o nhiệm thì mà chùa dù yếu tù nhiệm thôi. Thế dù mình xin mời tí nhiệm thôi. Nhưng mà là mình xin ô bên phương mình xin chỉ chùa nhiệm đi. Mà cho nếu sao bên thông thì mà đọc suy nghĩ
nó chè đi lầu trong mùa đó rồi mùng đó nó phá thế ông biết sẽ thì dân đầu sư gì chả có đi mình nhớ chị mùng sẽ đầu sư gì vì ở chỗ mình nó đầu sư gì đó thôi mình đi chỉ tàu cai vô cho à vất lìa ấy chỉ mong chỉ cái vô này bao người chơi mình tốt tốt một tàu hải lai đậu là lấy cho đi lầu tiếp cho mùng nó đậu dính đó thôi câu giải thích đi như thế nào bây giờ tạm thời là cứ thế đã giải thích như nào em không có một cái lời như thế thôi cho nên là cứ để gia đình bàn bạc lại cái thống nhất là cái vấn đề đấy. Thì đấy cứ để như thế thôi, mình anh hôm nay đến cũng chỉ là trao đổi cũng như là hỏi ý kiến và bảo xem là bố mẹ cũng như là gia đình em phá mọi thứ này vận động em là xem em cái suy nghĩ em như thế nào, nhưng mà anh không ngờ là cái suy nghĩ của em ấy nó chưa được nghĩ thông ra, cho nên là cứ để từ từ gia đình bàn bạc với nhau để cho nó thống nhất một chút nhé. Thì em Ngọc cũng được có những cái lời khuyên cho gia đình là như thế, nên vận động em dần dần để một vài hôm xem tình hình như thế nào đã, xem là để em Nô có những cái thay đổi nó sao nghĩ khác hơn đi không. Thì chắc cái video này thì em Ngọc cũng có xin dừng cái video tại đây để em Ngọc một tí nữa em còn lên phiên biệt chế chỗ nhà em Nô A có một chút công việc nữa. Em Ngọc xin chào lại quý vị ở những cái video tiếp theo.